Một vụ tin và sống xin kính chào quý vị. Xin mời quý vị cùng nghe bài đọc đức tin với tựa đề Trưởng thành trong yêu thương. Trong một đêm Chủ nhật xá lạnh, khi mọi người đều đã ngủ say, có một đôi vợ chồng tuổi đã cao bước vào một khách sạn. Nhưng thật tiếc thay, khách sạn lúc này đã hết phòng. Người nhân viên lễ tân không đành lòng để cho cặp vợ chồng đó lại đi tìm khách sạn trong đêm lạnh giá. Anh ta liền dẫn họ vào một căn phòng và nói: có thể đây không phải là căn phòng tốt nhất, nhưng ít nhất hai bác cũng không phải chạy đi tìm phòng nửa đêm khuya. Cặp vợ chồng thấy căn phòng được dọn dẹp sạch sẽ nên quyết định ở lại đó. Vào ngày hôm sau, khi họ thanh toán tiền phòng, nhân viên lễ tân đó liền nói: hai bác không cần trả chi đâu ạ, vì căn phòng hai bác ở đó là phòng của cháu nhường lại cho hai bác ngủ. Chúc hai bác có một cuộc hành trình du lịch vui vẻ ạ. Thì ra, nhân viên lễ tân đó đã ngủ một đêm tại quầy bàn để nhường phòng cho họ. Cặp vợ chồng hết sức cảm động và nói: cậu trai trẻ à, cậu là nhân viên lễ tân khách sạn tốt nhất mà chúng tôi từng gặp đấy, cậu nhất định sẽ được đền đáp. Chàng trai liền cười rồi tiễn cặp vợ chồng ra cửa và rồi nhanh chóng quên đi chuyện hôm đó. Bỗng có một ngày kia, chàng trai trẻ nhận được một bức thư, trong đó có một tấm vé đi du lịch New York một mình. Chàng trai bèn ra đi và đi đến một căn biệt thự trang hoàng lộng lẫy y theo như chỉ dẫn trong thư. Thì ra, hai người mà anh ta tiếp đón trong đêm khuya hôm đó chính là một nhà tỷ phú cùng với vợ của ông ấy. Ông ấy đã mua các khách sạn to lớn này và muốn mời chàng trai thay mặt vợ chồng đứng ra quản lý khách sạn này. Thật là một vinh dự và là một món quà bất ngờ đến với chàng trai này. Câu chuyện này dạy chúng ta hãy dùng tấm lòng của mình để làm một việc gì đó. Mỗi một cá nhân chúng ta đều là một người phục vụ. Những điều lớn lao đều bắt nguồn từ việc chúng ta phục vụ cho người khác. Khả năng một người phục vụ cho người khác lớn bao nhiêu thì kết quả chúng ta có được càng lớn bấy nhiêu. Sống trong đời còn phải trải nghiệm nhiều điều. Trên đường đời chúng ta có thể có tiếng cười sảng khoái, nhưng cũng có thể có cả những giọt nước mắt đau khổ. Trên đường đời, có niềm tin từ sự thành công, cũng có thức tỉnh từ sự thất bại, nhưng chúng ta đều phải biết quý trọng. Sự giàu có của đời người đến từ một trái tim vô tư, không ích kỷ. Cái tốt đẹp của cuộc đời đến từ một trái tim giản dị. Trên đường đời, không cần điều gì cao quý, chỉ cần làm việc bằng một trái tim chân thật là đủ. Nếu bạn muốn có những người bạn tốt, trước tiên bạn phải đối xử tốt với người khác. Nếu muốn được vui vẻ, hạnh phúc, trước tiên bạn hãy mang hạnh phúc đến cho người khác. Không lâu sau, bạn sẽ nhận thấy chính mình càng ngày càng hạnh phúc. Chúng ta có khả năng làm việc tốt cho bản thân, mình mới có khả năng đi làm việc tốt cho người khác. Yêu người, yêu cuộc đời, cho yêu thương, nhận tình yêu và rồi trưởng thành trong tình yêu thương. Lời Chúa dạy: vì con người đã đến không phải để người ta hầu việc mình, song để hầu việc người ta và phó sự sống mình làm giá chuộc cho nhiều người. Mát chương 10 câu 45. Ấy vậy, hễ điều chi mà các ngươi muốn người ta làm cho mình thì cũng hãy làm điều đó cho họ, vì ấy là luật pháp và lời tiên tri. Ma-thi-ơ chương 7 câu 12. Nên bây giờ còn có 3 điều này: đức tin, sự trông cậy, tình yêu thương.